Con chăm con cả thầy à? Thế nói chúng ta nhé. Tức không? Tức hay vừa hay đau? Đau hay tức? Một tí thôi là một xíu nhá, bà thế là dũng cảm lắm. Thế để cho cái đại tràng nó tốt thì chịu khó tí nhá. Ông cứ nằm rồi đi ạ. Ông muốn cấy trên sao mà đau đầu gối đúng không ạ? Đau đầu gối, hai cái đầu gối đau. Xíu đây, thoải mái. Tiêm tưởng là nhiều người cấy, ít người cấy thì thoải mái. Mấy giờ? Mười một giờ là xong. Thêm một việc nữa, à hai việc nữa, một việc đau đau rửa đầu cho bạn. Nói tí với bà nhờ. Đầu nó lâu và trong kính thì cũng nhiều. Rồi nên nói tí. Chủ yếu chủ liêu nhé. Cái này là công nghệ thời xưa đấy, không đi học. Bà đau bên này nhiều đúng không? Vâng, đủ thứ yếu bên trái ạ. Tháng nào bà cũng phải tập yoga đấy. Rồi, bà đang nghỉ tí nhá, bà xong rồi đấy.